chơi đó. Bè này là gì cặp bến đó, trong đi khoan từ từ nó còn cặp bến nữa. Đây là bè nuôi cá bớp cá đồ đó. Nước ở trong xanh luôn kìa, em thấy không, xanh nước luôn. Ở ngoài này tắm biển sướng nè, không có sóng. Tới đây 2 tiếng mấy rồi ha chị Trường An? 2 tiếng 10 phút chị. 2 tiếng 10 phút không? 2 tiếng 10 phút từ rồi bến, rồi cặp bến đây. Cặp bến đảo là 2 tiếng 10 phút. Lúc tàu chạy là 10 giờ 10. Ở nhà tới là 2 giờ 10. Nè mấy anh này là đi lưới nè, đó đi dài đi lưới đó. Ở đây sướng ha, là coi như ăn đồ biển sướng luôn. Đi rút nhiều chứ làm gì cho. Bỏ sống ở đây thì sẽ thọ hơn. Ăn đồ biển được không? Của thiên nhiên mà. Yeah.
mới ra nha cậu ơi. Cô mấy cô đi nấp mát luôn cho bạn nó cái khẩu trang. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Nhiều thiệt nhiều luôn. Có khi nào nhét vé từ đây mất 5 triệu không? Không, tiền đâu có không? Con cô nha. Con cho có nhiêu vé xe chơi hết thôi, chứ đâu có tiền trong túi. Mai Linh, tàu đó tàu gì nữa không con? Tàu Mai Linh. Tàu đó từ đâu ra? Dạ, Cần Thơ. Đi 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng. Đi ra Vũng Tàu. Đây tàu Mai Linh nha. Tàu Mai Linh á, tàu Cần Thơ. Cần Thơ qua là 4 tiếng cho tới 5 tiếng. Tàu này là tàu năm sau đó, tàu Mai Linh là tàu năm sau với nhau. Tàu Mai Linh. À là hôm đó cái tàu này mới ra đúng không? Đúng rồi, mới rồi đó. Chế tàu. Hôm qua mấy cái tàu này là mới xuất phát ở Bến Ninh Kiều qua đây. Bến Ninh Kiều. Chế lại nhiêu em? Tạm tới 8 sao đây. Tàu tàu đây tàu Cần Thơ à. À quay vô nhà coi nhau tàu Cần Thơ. Bây giờ ở tàu mình lên. Ủa giờ mình tập trung đó hả? Nó có xe 30 chỗ hả? Xe mình xe 30 chỗ. À xe ở đâu? Tàu bữa nay nó khai nhiều ngày rồi. Quay không qua đâu kìa. Không phục thì thôi bị.
lên từ Cần Thơ ra đảo khu đảo Côn Đảo là từ 4 tiếng tới 5 tiếng nha cả nhà. 4 tiếng tới 5 tiếng.